Everybody, welcome to Hell VKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game anime One Piece phiên bản mới nhất từ China nha các bạn ơi. Đây, con này ngày xưa là có nhiều tên ha. Nhưng mà cái tên gần nhất hình như là con gì quên mẹ nó cái tên rồi. Hải tặc đại chiến hay chiến đấu gì đó. Hải tặc chiến đấu. Ok không? Rồi thì bây giờ bản này là bản mới nhất nè. Của nhà phân phối bên 7 game. Chỉ 7 game mới có cái nút này thôi. Đây, nút tăng tốc màu nhiệm. Thích thì nhân đây là để coi nhân mấy vậy? Đang nhân 5 nha. Đó. Chỉ là nhân 5 mà thôi. Ừ, anh em muốn biết chỗ này bấm đâu không? Đây, bấm đây nè. Đây, bấm ở đây. Rồi các bạn bấm vào đây nè. Đây cái chỗ này đây. Đó. Phải hót cái chỗ này ra đây. Cái chỗ màu xanh này nè. Đó, bấm vào cái góc bốn cạnh này nè. Đó, bốn cái hình tam giác vuông gì đó. Đó, bấm vào đây. Rồi thì tăng tốc lên thôi. Đó. Nè, nhân 10 nè. Đó, chớp lia lịa luôn. Nhưng mà mình nhân 5 thôi. Ít ít thôi, đừng có làm nhiều. Đó. Ok. Ủa, xong hướng dẫn rồi à? Đậu phộng đường. Ok. Cho nó chạy nhiệm vụ hướng dẫn. Ôi, bản này là bản 6 tướng luôn hả? Wow, đội hình 6 tướng luôn. Ôi, đi ải ra kim cương luôn nha. Và bản này là bản nạp giảm 99.9% nha các bạn ơi. Chỉ là nạp khoảng 0.1 thôi. Ví dụ 100 tệ thì các bạn chỉ cần nạp hình như là 0.1 tệ thì phải á. Nhớ mãi là vậy. Nhưng mà để vô coi lại coi sao. Lâu quá rồi heo cũng không nhớ luôn. Điểm danh. Ok. Rồi. Ôi xong chưa. Đó. Như trận này nữa là xong các bạn ơi. Đó. Ok. Hình như là thấy có tướng mới hay gì á. Heo cũng chưa biết luôn. Để coi sao nào. Để tí coi sao. Thôi còn chạy cái này nữa hả? Rồi hiểu luôn. Rồi đi bên này nữa. Rồi vô đánh ở đây một trận. Là xong rồi. Còn có miếng nữa là xong rồi các bạn ơi. Ủa ngày xưa là ở đây có quà mà ở đây hôm nay không có quà nữa hả ta? Này là vé quay nè ha. Ok. Rồi nó chỉ tăng tốc game thôi. Chứ nó không có tăng tốc thời gian nha các bạn ơi. Đó nên là nó cũng không có lướt nhanh thời gian cho các bạn được đâu. Nó chỉ tăng tốc mấy cái trận đánh được thôi. Rồi ok hết rồi đó. Ở đây được vé quay nè ha. Vé tệ rồi nè ha. Đấy. Rồi ôi phải chạy khoan để vô cái đồ giám coi. Nó tướng mới quá trời luôn. Đây. Ok Kaido, Katakuri, Marco, Luffy, Ace, Sabo cái kiểu. Ok, Z tai đen nè hả? Đó, ôi nhìn nó khác cái bản của mình chơi ngay trước các bạn. Bản Việt Nam ngày xưa đó. Uzi Tora, Akainu đồ nè hả? Đó, Bác Sen đồ đầy đủ. Rồi, hải tặc hải quân đồ nè ha, quân cách mạng đồ. Đây chúng ta có Nico Robin Zimbe đồ nè ha. Đó đây Sabo cái kiểu. Rồi đây bản 6 tướng mới nhất nha các bạn ơi. Rất nhiều luôn. Bây giờ ồ đây có vé quay. Từ từ để heo chạy lên level cao hơn miếng nữa cái. Đây giảm nè, giảm 0.1%, có nghĩa là cái này chắc là nạp 0.1% á, giảm 99.9% hay gì á. Đó tướng rồi nè ha, mới nhất hiện nay của bên Trung Quốc. Ok liền, giờ nó sẽ vô nó hướng dẫn chúng ta là nâng level đúng không? Trời ơi, tao quá rành này rồi. Rồi xong hết hướng dẫn đúng không? Chúng
chúng ta cũng phải quét một cái đó. Rồi để chi? Để cho nó lên level 6, mở tính năng, mở hư đồ. Đây. Ok, à, 7 ngày nhận được Zoro. À, đây Zoro. Ok, rồi cái này VIP. Tại hình như bản này không cho VIP đâu. À, tại vì nó nạp quá rẻ mà. Cũng đi luôn. À, đây, đây 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 đây, đi nạp thử coi. À, thử cái nào vậy ta? Thử 200 tệ đi. 200 à, bên bên này nay có cái hình như là ở đây cái bên này chưa cập nhật. Cập nhật lại cái app 7 game là các bạn nè đây nè đây nè, đây đây đây. Nạp chỉ có 2 tệ thôi nè, đúng y luôn, giảm 99.9% luôn. Ok ok. Rồi rồi rồi, đã hiểu đã hiểu. Nay là cái app này nó cho chúng ta là nạp được cái gì, cái mã QR luôn rồi nha anh em. Dạ, nạp được mã QR luôn rồi đó. Đó, nào nào, đâu rồi, đâu rồi. À, đi kiếm cái nào nạp thử ta. 0.6, 0.6 thì nó giảm ra là nó còn bao nhiêu ta? Đây, giảm hết ra là chúng ta còn à, trừ ra. Trừ cái này làm gì trời? Làm sao để bỏ cái bỏ cái đó? Đậu phòng đó, 30. 30 thì nó vẫn trừ 5 tệ này, còn 25. Trừ luôn 25 nè, đó là nạp 0.25 đó. Đây đây đây, giảm ghê không? 120 đi, 120 thì để coi nạp giảm được bao nhiêu. 120 thì nạp giảm là còn 1 tệ mấy hả? 1 tệ 7, 1 tệ 2 mấy. À, vậy là giảm 99% đó các bạn, chứ không phải 99.9 đâu. À, nạp giảm 99% ha. Đó, nó trừ hết ra luôn nè. Còn 100 mấy nó trừ hết ra luôn. Ok, vậy là mình nên nạp thử 30 không? À, nạp 6. À khoan, để nạp 6 tệ cho nó ra vòng còn bao nhiêu. Dạ, nạp 6 tệ cái nó trừ cái 5 tệ này. Ôi, coi nè. Nạp 6 tệ, chỉ cho tốn khoảng 0.01 tệ thôi. Đây, tôi nạp hẳn cho các bạn xem. Ok, đó. Ôi ơi, còn bây giờ mất cái vé 5 tệ rồi cho nó dễ nhìn nè. Đây, đó, số hơi 30 tệ, còn được 0.3. À, ngon không? À, vậy là lấy cái số trên này, chúng ta nhân cho 0.1. À rồi hiểu rồi hiểu rồi, là giảm 0.1 là các bạn lấy cái này nhân cho 0.1 là nó sẽ ra 0.1 là khoan, để ta lấy máy tính ta bấm coi. 30 nè anh em, lấy máy tính nên tôi bấm là 30 nhân cho 0.1 là ra, là ra 3 mà. À, vậy là nó phải là 0.01 chứ. 30 nhân cho 0.01. À đúng rồi, 30 nhân cho 0.01 các bạn ơi. Chứ ở đây là 0.01 nha. À play. Đấy. Rồi ở đây. Ở đây thì nếu mà nạp vô là nó giảm nè. Ôi. Đúng rồi, đúng rồi. Còn 68 tệ, 68 tệ thì hình như là mình nè. Ôi mình còn dư luôn nè, đúng bi luôn. Giảm 0.01 nha các bạn ơi. Đó. Ôi. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Ok ok, ôi mua mấy cái này là ăn lình luôn đấy. Từ từ đi, đó. Đó, phiên bản nạp giảm quá rẻ luôn. Đây, nhận quà nạp đầu luôn, Zoro luôn. Ôi, trang bị đồ luôn, ngon lành nha. Đây là nạp 100 tệ. Đây, trong này có Robin đồ cái kiểu. Đó, rất nhiều luôn. Ôi nào, rồi bây giờ đi nhập code nha anh em ơi. Nhập code vào đây. Cái chỗ nào nhập code quên mẹ nó rồi. Đây, chỗ này. Code có 10 cái code. Ok, đó. Rồi, cố gắng nhập hết vô nha. Link em sẽ để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Đấy, giảm nạp 0.01% là đem cái số hiện tại nhân với 0.01%. Ok.
Và các bạn cập nhật cái app là các bạn sẽ thấy được là nay chúng ta có nạp quét mã QR luôn nha mấy ông ơi. Có thể nạp được Momo và banking luôn mới ác chứ. Xưa là banking là phải PayPal hay là ấy, còn bây giờ là quét mã luôn nha các bạn. Lấy cái điện thoại của ai đó các bạn quét mã Momo luôn, thanh toán Momo luôn. Hồi tối mới nạp con con hiền gì thiếu niên ba quy. Tối ôi 100 bé quay à, ngon nào. Ủa bé quay đây, cái này là shop rồi này, chiêu mộ đây đây. Thơm lừng luôn, thơm lừng luôn nào. Ê được 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 được, ok. Cái này không giống như các bạn mà ngày xưa chúng ta chơi nha. Rồi rồi, này không có 5 sao nào rồi, chỉ có 4 sao thôi, tiếp tục nào. Ok, có một con 5 sao, bớt ghi nha, lụm tiền, đó. Ok, ok. Trời, hôm bữa ta thấy ở bên kia mà ta chưa có kịp chơi luôn á. Hôm nay thì đã có bên bảng của 7 game và chúng ta có nhân 8 lên được ha. Lọc nhân 10 luôn chứ nhân 8 thì nói gì. Nhân 10 luôn nha anh em ơi, nhân 10 luôn, nhân 10 luôn. Đó, có nhân 10 cho anh em chúng ta cùng nhân cùng 7 luôn. Ok, sắp hết 10 vé của tôi rồi. Xì liu. Ok, xì liu. Hết chưa? Ok, Branky. Ok, Branky. Hết vé chưa? Còn mấy vé nữa? 26 vé hả? Ok. Rồi, vậy là đợt này rồi, còn một đợt nữa là xong. Đó, rồi, xu luôn. Đợt này chúng ta không có cái nào hết. 2000, ok. Lên VIP 3 mới có mở được, có nhận được cái đó. Đó, giờ tướng là vô là nhét vô đội hình thôi. Khoan khoan, này 68 tệ, nạp còn có 0.6 mấy à. 0.6 tệ, 0.7 tệ, chưa tới 1 tệ luôn á. Game nạp ok, lên VIP nhanh đấy. Ta có tầm 1-2 tệ là chơi game này cũng khỏe các bạn à. Luffy nè ha. Đây, đó, ôi mặc cái set này vô là Luffy nhìn ngầu liền. Rồi, nâng cấp lên liền, đó. Này là Luffy thường. Còn con Luffy kia nữa, Luffy kia mới ngon. Hình như là chúng ta chưa lên được level nên là đâu có mở được cái con Luffy kia đâu anh em. Okay. Nâng mấy con này nó lên 100 cái rồi tính gì tính nha. Ok, ôi ra hồi nãy mình nhập code được nhiều đồ quá anh em. Ok, lấy con Zoro đi chung đi. Zoro, không con Zoro kia đâu. Ê, mình có con Zoro mà anh em. Đùa hoài. Đó, Zoro. Ê, mặc trang bị vô. Trời, không có trang bị đẹp hơn à. Ok. Đó, nhập luôn. Nhân 8 nên nó hơi có lọc nhân 5 lên tốc độ nên nó hơi delay tí. Đó. Tại vì nhiều khi nó xử lý không kịp anh em. Ông nào mà từng cài nhân 8 ở trên kênh heo thì biết ha. Ngày xưa là mấy con game bên kia chúng ta còn có phải cần nhân 8 chứ giờ bên này làm gì cần nhân 8 nữa. Không. Bây giờ là bên này là chúng ta không cần nhân 8 nữa anh em à. Ủa, hỏi phải cài thêm một cái phần mềm bên thứ ba nào hết. Đó, vô là nhân 8 luôn, dễ chơi, dễ ấy, dễ hiểu. Có hướng dẫn khúc đầu nha, anh em nào vô trễ hoặc lướt qua tới đây thì có thể xem lại khúc đầu nha. Đó, là làm sao để mở cái này ha, và tỷ lệ nạp game này bao nhiêu ha, có hết rồi đó. Đó, link thì heo cũng để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận ha. Đó. Ok. Đấy, Bergy, ok, ba con được rồi. Rồi, ôi, bảng 6 tướng hả? Ok, Luffy. Đây, ôi, ta tắt nhân 8 mà còn nó đánh chứ. Ôi, Zoro là... Đây, tắt cái thấy mọi thứ nó đều chậm lại liền các bạn. Kiểu như nó bị delay ấy.
rồi xong, ok đây đó. Ôi đem Zoro đi farm map khỏe re luôn á bầu ơi. Nè gọi nữa nè, Zoro nè. Được được được, chỉ để con lô Zoro thôi, lia map là bao nhanh các bạn à. Ủa trong này có đường gì vậy? Ôi cái này là được 42 triệu hả? Đúng rồi đúng rồi, 42 triệu vàng, 18 triệu A-ship. Trời ơi ngon, từ khi nào mà mấy bạn này nó cho nhiều đồ ngon vậy ta? Cái vé này vé gì ạ? À level 20 à, chắc heo nghĩ đó là cái vé nguyên tố anh em ơi. Ok vậy là chúng ta phải phải cho nó chạy lên level cao hơn đồ này nọ để mở thêm tính năng ha. Bây giờ làm sao để kiếm thêm con Zoro nữa ta? Ừ đúng rồi, nguyên tố là phải lên level 20. Cái này có hư nè. Hư chắc hư nạp hồi nãy. Hư này có quà không? Không không không. Ok. Rồi giờ để con Zoro đi thôi. Nào. Đó, một mình con Zoro cho nó lia map cho lẹ nè. Đây, đã bấm nhân 8. Nhân 8 thì nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề là đi farm map nhanh nữa. Đó, kiểu như là nó mất một độ trễ nhất định. Ok. Cái này mà lia mà nó farm map cho nhanh nữa là ngon các bạn. Gì đây? Đi đánh đấu trường hả? Đúng rồi, đấu trường, đấu trường. Rồi, đây anh Zoro tiếp tục lại quơ nữa. Đó, rồi. Đùa anh à. Nào, một bên anh chấp hết mấy em luôn. À, mặt này là có con nãy, nãy Kuma, Kuma. Kuma tướng đằng cũng ngon lắm anh em ơi. Ôi, mặt đó chạy. Khoan, 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 khoan. Nào rủ thêm đồng bọn vô chứ, chứ một mình là sợ liền, rén liền. À, có đồng bọn vô rồi. À, ôi đâu ra được con rồi 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 xong rồi, con râu trắng được 7 sao là nó đánh là mình bao phê các bạn ơi. Mà nó lấy ở đâu ra được rồi ta? Nó cũng không biết là nó quay ở đâu được con râu trắng đó luôn. Cho rồi rồi rồi, link heo sẽ để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha. Đó, nhắc lại là game có nhân 8 tốc độ ha, bao nhanh luôn. Đó, nhưng mà để coi mấy cái vé, tính ra là chúng ta cũng không cần đi đánh đấu trường đấy. Để coi, đúng rồi, cũng không cần đi đánh đấu trường đâu anh em à. Shop, oh, shop team, shop hơn, ok. Đấy, đây là phiên bản giảm nạp 0.01% nha. Đấy, nhân lên cứ 100.000 à là còn à vậy là nó giảm 99%. 99% cho nó dễ. Ok. Cái này chưa quay được. Chúng ta có vé chiêu mộ nguyên tố mà chúng tôi chưa quay được cái chiêu mộ nguyên tố các bạn ơi. Đây được 20 vé chiêu mộ nguyên tố nè ha. Đấy, để đi farm map coi cho nó lên hãy cho cao coi. Đây 50. Level 9. Level 10. Ê, level 10 rồi nè. Đi ra coi, wow, điểm danh đồ nè nó, lụm tiền. Ok. À, có vé 7 màu đó để làm gì ta, cũng chưa biết luôn. À, vé 7 màu là chiêu mộ như ý ở trong này. Ok, ok. Wow, thì ra là nó chiêu mộ con râu trắng ở trong này anh em à. Hôm đấy, hôm đấy vé chiêu mộ đồ này ha. Ok. Cái event gì đây? Mấy cái rương pháo bông này là gì đây ta?
em cũng chưa biết luôn. Anh em nào có chơi vô giải thích hộ heo với con mấy cái này để làm gì? Đốt pháo bông ăn mừng hả? À, cái này là quà level 9, 10 nè ha. Đúng rồi, cái đó là quà level anh em ơi. Cái gì đây? Thì bên chiêu mộ à, vé à. Rồi, tới luôn. Này là gì đây? Điểm danh nè. Ủa, như hồi nãy giờ mình chưa nhận quà điểm danh luôn á anh em. À, đây điểm danh nhận kim cương Moria cái kiểu ha. Ok. Rồi. Ủa, đây, trời, ủa tao tưởng nó nhận được quà nạp đầu hồi nãy. Trời đất ơi. Ok, I'm fine. Đây gì đây? Được. Rồi. Anh em có chơi thì có thể tải về và trải nghiệm hả? Đó, review chân thành, chân thật vậy thôi chứ còn gì nữa anh em. Ok, 7.000 mấy thì đi quay như ý kia chưa được đâu. Đó, ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó, cho ai ship đồ kim bảo, đọc đồ cũng rất nhiều luôn, 70 triệu, 45 triệu, ui. Ngon đấy, bây giờ mình chỉ cần kiếm hồn tướng thôi. Nhưng mà hay thấy là có nhân 8 là hay ngon rồi các bạn ạ. Ok, rồi, bye bye.